Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là hàng trăm người đã tụ tập tại thủ đô của nước Niger để thúc đẩy lực lượng quân sự Hoa Kỳ rời khỏi đây và họ đón chào lực lượng của Nga Bản tin từ Niamey cho biết thì hàng trăm người đã tràn xuống đường của thủ đô Niger vào ngày thứ Bảy, đòi hỏi là lực lượng Hoa Kỳ phải rời khỏi đây sau khi mà chính quyền quân việc tại đây đã thay đổi chính lược là chấp họ chấm dứt vấn đề gọi là hợp tác với phía Hoa Kỳ và trong đó đón chào các nhà huấn luyện quân sự từ phía của Nga các loại súng cũng như là các loại vũ khí đã được dương cao trong một cái đám đông ở tại Nice, trong đó họ dương cao lá cờ và chống những cái lời ngôn ngữ thì xem là chống những sự hiện diện của người Pháp và Hoa Kỳ. Trong đó, họ lên tiếng và kêu gọi chấm dứt vai trò của Hoa Kỳ tại đây. Và một số người đã lên tiếng và nói rằng Hoa Kỳ phải nhanh chóng rời khỏi Nice và trong đó gần như là họ ủng hộ cho một cái quyết định vào giữa tháng 3. Theo tương trình cho biết thì có khoảng 1.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang trú đóng tại đây trong hai căn cứ mà trong đó dùng để chống khủng bố chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ là phải rời khỏi khu vực này chúng tôi không muốn là sự hiện diện của Hoa Kỳ trên lãnh thổ của chúng tôi đó là một trong những kẻ biểu tình đã lên tiếng và cho biết như trên kể cho tới khi mà là có cuộc đảo tránh tại quốc gia này dường như là Nigeria đã chuyển hướng của họ và gần như quốc gia Tây Phi này đang chuẩn bị gọi là hợp tác chặt chẽ với phía của Nga đồng thời quốc gia kế bên là Burkina Faso cũng đã chấm dứt việc thỏa thuận các cái gọi là hợp tác quân sự với các đồng minh tây phương và kể cả Hoa Kỳ trong đó gần như là họ quay sang có mối gần gũi hơn với Nga đây được xem là một biến chuyển mới nhất diễn ra tại khu vực ở Phi Châu nơi được xem là đang nằm dưới tầm ảnh hưởng càng lúc càng nhiều hơn giữa Nga và Trung Quốc so với Hoa Kỳ và khối tây phương đó là bản thân liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, Ngoại trưởng của Iran lên tiếng và nói rằng họ đã thông báo và cảnh báo cho đồng minh 72 giờ đồng hồ trước khi mà họ mở cuộc tấn công vào Do Thái. Các đồng minh của Iran ở tại khu vực đã được thông báo về cuộc tấn công vào Do Thái. Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng của ông của Tehran là ông Hussein Amiradohalahian đã cho biết như trên. Chúng tôi đã thông báo cho các quốc gia bằng hữu của chúng tôi ở tại đây trong 72 giờ đồng hồ trước khi mà chúng tôi có chiến dịch nhắm vào Gio Thái và trong đó gần như là chúng tôi đã thông báo đầy đủ cho họ. Đây là lời phát biểu của Ngoại trưởng Iran đã đưa ra ngay sau khi mà phía Iran đã bắn gần 300 cái hỏa tiễn lẫn các cái drone vào lãnh thổ của Gio Thái tuy nhiên đã bị bắn trận bởi các lực lượng đồng minh. Chúng tôi vẫn duyệt xét vấn đề an ninh với tất cả những quốc gia láng giềng của chúng tôi và tình trạng an ninh của nước Cộng hòa Iran. Và chúng tôi đã lên tiếng cảnh cáo nếu Hoa Kỳ sử dụng cái không bất kỳ một cái không phận nào hoặc là một cái của quốc gia nào bắn trận chúng tôi tại thì họ sẽ bị trở thành mục tiêu bị tấn công và quốc gia đó cũng trở thành mục tiêu bị tấn công của chúng tôi. Đây được xem là lời khẳng định của ông ngoại trưởng của Iran đã đưa ra cùng một lượt trong ngày hôm nay thì cả moscow lẫn tehran đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc gọi là xung đột tại trung đông có thể gia tăng cao hơn chỉ một ngày sau khi tấn công vào lãnh thổ do thái bằng hàng trăm hỏa tiễn và tròn cả nga lẫn iran đã lên tiếng cảnh báo rằng tiềm năng đe dọa sẽ có sự căng thẳng căng tăng cao hơn ngoại trưởng của nga là ông sergei Lavrov cùng với lại ngoại trưởng của iran là ông Hussein ado à, xin lỗi quý vị tên ổng tên là ông là halayan đã lên tiếng vào ngày Chủ nhật là đã có một cái khiêu khích mới có thể dẫn tới tình trạng nguy hiểm cho sự căng thẳng trên toàn Trung Đông. Việc mà gia tăng tình trạng căng thẳng trên toàn Trung Đông là một cái thật sự khiêu khích mới nhất và đầy nguy hiểm có thể dẫn tới sự gia tăng ở toàn bộ Trung Đông. Đó là lời phát biểu của nhà ngoại trưởng Nga đã đưa ra sau khi mà họ đã có cuộc thảo luận với ngoại trưởng của Iran. Và hai nhà ngoại trưởng đã đồng ý là việc mà gia tăng căng thẳng ở khu vực cần phải được sự giải quyết của hội đồng bảo an liên quốc để giảm đi tình trạng căng thẳng hiện nay. Iran đã mở cuộc tấn công với hàng trăm các loại drone và hỏa tiễn vào lãnh thổ của do thái vào tối ngày chủ ngày thứ bảy theo giờ của bên mỹ và là sáng chủ nhật giờ của địa phương và trong đó để trả đũa cho việc mà có bảy sĩ quan của họ đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của do thái ở tại damascus ở Syria. Lúc đó thì họ tấn công vào lãnh sự quán và khiến cho hai viên tư lệnh của Iran đã bị thiệt mạng và việc này dẫn tới việc Iran đã mở cuộc tấn công vào lãnh thổ của Do Thái. Tuy nhiên, cuộc tấn công này hoàn toàn thất bại sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như Do Thái đã bắn trận hầu hết tất cả những hỏa tiễn của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, chính quyền của Iran thì chúc mừng cho các cuộc trả thù mà họ cho là thành công. Trong khi đó, thì phía của dân chúng Iran đang e ngại sự trả đũa của Do Thái. Cơ quan truyền thông tuyên truyền cho nhà nước Iran trong ngày chủ nhật đã cho chiếu về những bản nhạc gọi là cách mạng của Iran sau khi mà họ chiếu một loạt những cái hình ảnh bắn các hỏa tiễn này với sự chúc mừng là cuộc trả thù đã thành công mặc dù tất cả hỏa tiễn đã bị bắn hạ. Cơ quan truyền thông của quốc gia này đã đưa ra hình ảnh của một loạt các cái thành phố trong đó cho thấy một số những đám đông bao gồm luôn một số thành viên trong nghị viện của Iran đã lên tiếng và nói rằng phải uh, tiêu diệt do thái. Tôi rất mừng, tôi rất mừng. Đó là một người đàn ông đã nói với đài truyền hình của Iran. Tôi rất hân hạnh làm người của Iran và tôi muốn chúc mừng cho chuyện này. Đây là một trong những lời phát biểu của những người tham dự cái buổi gọi là chúc mừng cuộc trả thù của Iran. Tuy nhiên thì theo tờ Telegraph cho biết thì một số người Iran khác đã có những cái lo ngại khác và họ sợ rằng có cuộc trả đũa từ phía của Do Thái. Theo tường trình của tờ Telegraph cho biết thì những cư dân ở tại Tehran đã bắt đầu tràn ở tất cả những cái trạm đổ xăng Và trong đó họ gần như là có cái à, kẹt xe, nạn kẹt xe từ thành phố Tehran ra bên ngoài Tức là thủ đô của Tehran ra bên ngoài Gần như đã bị kẹt xe bởi vì nhiều người đã tràn vào đây để đổ xăng đầy Và e ngại rằng có tình trạng khẩn cấp Trong khi đó thì à, phi trường có tên gọi là Merabat đã phải đóng cửa cho tới sáng ngày hôm nay thứ hai Vẫn chưa mở cửa trở lại Cùng một lượt thì ở cái thành phố có tên là Com được xem là nơi là đang có cái lò phản ứng nguyên tử của Iran và gần ngôi làng có tên là Fort Dow. Đây được xem là nơi đang có những cái lò phản ứng nguyên tử nằm dưới mặt đất của Iran. Những cư dân ở tại đây đã có tình có tình trạng là di tản ra bên ngoài. Tôi đã gọi cho những người anh em họ của tôi vào giữa đêm ở ngôi làng ở Fort Dow và nói với họ rằng Cần phải rời khỏi ngay lập tức. Đó là lời phát biểu của Misam Sam, được xem là một cư dân tại Com, đã nói với tờ, tờ Telegraph như trên. Chúng tôi uh, duyệt xét việc uh, rời thở khỏi Com càng sớm càng tốt. Cuộc tấn công là một trong những sự lo ngại và tiềm năng. Về tấn công các lò phản ứng nguyên tử tại đây, có vẻ như không tránh khỏi. Người dân đang e ngại và chúng tôi đang tìm cách rời khỏi thành phố Com đây được xem là một trong những cái phản ứng trái ngược với lại sự tuyên truyền của chính quyền Iran khi mà họ thúc đẩy một số cư dân ở tại các thành phố lớn xuống đường chúc mừng cho cái cuộc không tập tấn công vào lãnh thổ do Thái. Tuy nhiên thì những người dân khác họ e ngại rằng do Thái sẽ mở cuộc tấn công trả đũa nhắm vào thủ đô Tehran hoặc là nhắm vào các cái vị trí có các cái lò nguyên tử phản ứng nguyên tử của Iran nằm dưới mặt đất và điều này đã khiến cho nhiều cư dân phải chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay. Cùng một lượt trong bản báo cáo mới nhất của Trung tâm Chỉ huy Hoa Kỳ cho biết thì trong sáng Chủ nhật theo giờ của địa phương tức là tối thứ Bảy bên Mỹ thì à, lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã phá hủy 80 cái tròn, 6 hỏa tiễn bắn từ Iran và Yemen. Đó là một trong những trung tâm chỉ huy Hoa Kỳ đã báo cáo như trên. Bản tin từ Cairo cho biết lực lượng quân sự Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Trung tâm Chỉ huy Hoa Kỳ và Âu Châu ở trên các khu trục hạm trong ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cho biết họ đã phá hủy khoảng 80 cái tròn one way, tức là cái tròn một chiều tấn công từ các cái lãnh thổ của Iran và kể cả ở khu vực của Yemen cùng với ít nhất là sáu cái hỏa tiễn đạn đạo trong đó bao gồm luôn những hỏa tiễn đã bắn ra từ những chiếc xe và có trụ sở đặt tại ở yemen nơi mà nhóm hồi giáo Houthi do iran hỗ trợ đã có những cái hoạt động tấn công tại đây iran đã phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ do thái bằng tròn và cả hòa hỏa tiễn tuy nhiên thì cuộc tấn công này đã bị bắn trận bởi hầu hết hoa kỳ và đồng minh Cuộc tấn công này trên 300 cái hỏa tiễn và tròn hầu hết bắn ra từ ở lãnh thổ của Iran và gần như là bị chép bắn hạ bởi cái hệ thống gọi là dàn hỏa tiễn phòng thủ của Do Thái gọi là Iron Dome cũng như là sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Jordan. Và trung tâm chỉ huy cho biết rằng họ đã bắn trận thành công trong tất cả những cái hỏa tiễn và tròn được bắn ra từ nhóm Hồi giáo Houthi và ngay trong lãnh thổ của Iran, theo tường trình của giới chức quân sự Hoa Kỳ đã báo cáo trong ngày hôm nay sau khi mà họ đã thành công bắn trận tất cả những hỏa tiễn này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay thì khối G7 đã lên án gây gắt cuộc tấn công của Iran và cảnh báo về tiềm năng có thể gia tăng cái cuộc chiến này. Lãnh đạo khối G7 đã đồng loạt lên án cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Do Thái và nói rằng Họ có thể sẽ tìm cách gọi là kiểm soát và không để cho cái vấn đề của xung đột này bùng nổ. Ý ý được xem là quốc gia là chủ tịch của luân phiên của khối G7 đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của các lãnh đạo trong khối G7 sau khi mà ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden cam kết sẽ phối hợp trong vấn đề phản ứng về ngoại giao cho cuộc tấn công chưa từng có của Iran nhắm vào lãnh thổ của Do Thái. Và với những hành động này, Iran đã bước một bước gây bất ổn ở khu vực và gây tìm nghi khiêu khích và có thể sẽ khiến cho cái cuộc xung đột lan ra ngoài khu vực và nó cần phải được chấm dứt. Đó là một trong những lời phát biểu từ phía của ý quốc gia được xem là chủ tịch luân phiên của khối G7 đã đưa ra các lãnh đạo của khối chicin cho biết họ đã có cuộc nói chuyện dưới một giờ đồng hồ qua cái hình thức gọi là video conference và trong đó kêu gọi phía iran phải tự chế và trong tinh thần này chúng tôi đòi hỏi phía iran và các vệ tinh của họ phải ngưng lại các cuộc tấn công chúng tôi vẫn tiếp tục thúc đẩy những cái cần thiết để đối phó với tình trạng có thể sẽ gây bất ổn trong khu vực trong khi đó thì ông tổng thống Joe Biden đã cảnh báo với lại thủ tướng do thái là Benjamin Netanyahu là Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Iran nếu như do thái quyết định mở cuộc tấn công trả đũa Iran đã tấn công vào do thái vào ngày hôm hôm qua và tức là ngày chủ nhật là sau khi mà họ nói rằng để trả đũa cho việc mà một cuộc tấn công vào ngày 1 tây tháng 4 vừa qua nhắm vào lãnh sự quán của họ đã khiến cho hai tư lệnh của lực lượng cách mạng hồi giáo Iran và năm sĩ quan đã bị thiệt mạng và việc này đã dẫn tới một cái cuộc đụng độ nảy lửa giữa Iran và do Thái trong đó gần như là đang bắt đầu khởi đầu từ cuộc chiến tại giải Gaza và bản statement của khối G7 đưa ra cam kết rằng sẽ làm việc để mà ngay lập tức chặn đứng tất cả những cái uh, tình trạng có thể bùng nổ chiến tranh. Khối C7 gồm có Hoa Kỳ, Canada, Ý, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản, đồng thời cũng có sự tham dự của Liên Hiệp Âu Châu. Và các ngoại trưởng cho biết họ sẽ có cuộc họp từ ngày 17 Tây cho tới ngày 19 Tây tháng 4 ở tại cái đảo của Ý là Capri để thảo luận về vấn đề này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và được xem là thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Sau khi Iran mở cuộc tấn công vào do Thái với trên 300 cái tròn và hỏa tiễn, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Guterres đã lên tiếng và kêu gọi các phía tự chế sau khi mà phía của à, Iran đã mở cuộc tấn công. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres trong ngày chủ nhật cảnh báo các thành viên là không gia tăng sự căng thẳng trong việc à, gọi là trả đũa với Iran. Sau khi Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là có thể buộc Iran phải chịu trách nhiệm tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Guterres đã nói chuyện với phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nói với các quốc gia thành viên là hiến chương của Liên Hợp Quốc đã ban lệnh cấm sử dụng vũ lực nhắm vào một quốc gia nào hoặc là những cái gọi là độc lập về chính trị à, trong đó à, ông data ta đã lên án cái cuộc tấn công của iran nhắm vào do thái tuy nhiên sau khi lên án thì ông ta lại lên tiếng kêu gọi và yêu cầu phía do thái không nên có cuộc trả đũa và phải sử à, dụng phương pháp ngoại giao trung đông đang nằm trong cái bờ vực của một lò lửa và người dân tại khu vực này đang đối diện với tình trạng rất nguy hiểm nếu như mà cuộc tranh chấp và cuộc xung đột này à, bùng nổ trên toàn diện và hiện nay là thời gian mà chúng ta cần phải giảm đi tất cả những căng thẳng. Ông Guterres đã nói như trên sau khi mà Iran đã có cuộc tấn công vào Do Thái. Trong khi đó thì Robert Wood là phó đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi 15 thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là đồng loạt lên án cuộc tấn công của Iran và nói rằng Hội đồng Bảo an cần phải có một cái hành động kềm chế không để cho Iran có thêm những hành động trong tương lai. Trong vài ngày tới thì chúng tôi sẽ có những cuộc họp với các quốc gia thành viên và Hoa Kỳ sẽ đưa ra những cái thêm những cái dự luật buộc Iran phải chịu trách nhiệm ở tại Hội đồng Bảo an Liên Quốc và tại Liên Hợp Quốc. Ông uh, Phó Đại sứ của Hoa Kỳ cho biết như trên và tôi nói rất rõ ràng nếu Iran và các vệ tinh của họ vẫn có hành động nhắm vào Hoa Kỳ hoặc là nhắm vào Do Thái thì Iran sẽ phải chịu trách nhiệm. Đây là lời phát biểu của Phó Đại sứ Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Đại sứ của Iran ở tại Liên Hợp Quốc là Amir Sadid Iravani nói rằng hành động quốc gia của họ là cần thiết và ông ta nói rằng Tehran sẽ không tìm kiếm gia tăng cuộc chiến ở khu vực và cũng không có muốn có một cái cuộc chiến đối với phía Hoa Kỳ và họ muốn có cái quyền tự vệ của họ nếu Hoa Kỳ và lực lượng quân sự của họ nhắm vào Iran và công dân của chúng tôi và kể cả quyền lợi an ninh của chúng tôi thì Iran sẽ giành quyền để bảo vệ cho cái chủ quyền của Iran đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của phía Iran đưa ra trong khi đó, thì đại sứ Do Thái tại Liên Quốc là ông Gilad Eden đã lên tiếng cáo buộc Iran vi phạm vào luật quốc tế à, trong một cái phiên họp trong đó. Gần như ông đã cho thấy rằng là phía của Do Thái đã bắn chặn tất cả những cái tròn của Iran, ngay cả khu vực ở đền thờ của Jerusalem là đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa nơi được xem là một cái vùng đất thiêng liêng nhất của người hồi giáo. Quý vị có thể nhìn thấy điều này, đó là lời phát biểu của ông đại sứ của do Thái đã đưa ra khi mà trình chiếu đoạn video này và ông Erdogan kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Quốc lên án Iran và ban lệnh cấm vận và vào quyết định cái tổ chức gọi là lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là một tổ chức khủng bố. Đây được xem là một trong những cái phản ứng của các quốc gia trên Hội đồng Bảo an Liên Quốc sau khi mà Iran đã mở cuộc tấn công và ông Tổng thư ký của Liên Quốc lại lên tiếng kêu gọi phía Do Thái là không nên tấn công trả đũa và kêu gọi các phía là phải sử dụng đường hướng ngoại giao và chính trị để giảm đi tình trạng căng thẳng trong lúc mà phía Do Thái đang chuẩn bị có thể có cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. Và tổng thống của Do Thái là ông Herzog lên tiếng đang duyệt xét tất cả những cái đề nghị sau cuộc tấn công của Iran. Bản tin mới nhất cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài Sky News vào ngày Chủ nhật thì Tổng thống của Do Thái là ông Istaat Hezod lên tiếng và nói rằng Do Thái đang duyệt xét tất cả những đề nghị sau khi mà Iran đã tấn công họ vào hôm thứ Bảy và mô tả đây được xem là một lời tuyên chiến. Hiện nay bởi vì chúng tôi đang giới, đang tự chế và chúng tôi biết được rằng là có chúng tôi cần phải có những cái tự, tự chế để làm việc với lại tất cả những đối tác của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ duyệt xét tất cả những đề nghị và tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ có những bước cần thiết để bảo vệ cho người dân của chúng tôi và chúng tôi không muốn có cái gọi là ý tưởng gọi là tìm kiếm một cuộc chiến. Ông Herzog đã nói với lại một cái công ty truyền thông của anh và ông lên tiếng đoan chắc cuộc tấn công ngày thứ bảy. Là một thí dụ điển hình cho thấy là chế độ của Iran đang thực hiện chính cái chính sách khủng bố và gây bất ổn trên toàn cầu. Đây là thời gian mà chúng ta phải đối diện với một cái đế chế đầy ác quỷ của Tehran trong đó rõ ràng chế độ của iran không thể à, duy trì hòa bình và đây là một điều không thể chấp nhận được ông Herzog đã lên tiếng cho biết như trên trong lúc mà phía của phía do thái cho biết là cái hội đồng nội các đặc trách về chiến tranh của do thái đang nhóm họp và chưa quyết định là họ có tấn công trả đũa hay không trong lúc mà joe biden đang áp lực đối với lại ông netanyahu các lãnh đạo của Do Thái trong ngày Chủ nhật đã có một phiên họp và và lên tiếng ca ngợi cái cuộc hợp tác của các lực lượng quân sự quốc tế trong việc chặn đứng tất cả những cuộc tấn công của Iran nhắm vào lãnh thổ của họ và nội các của họ vẫn chưa đưa ra quyết định trong bước kế tiếp như thế nào và trong đó thì một viên chức cho biết phiên họp này sẽ đánh giá tất cả những cái lợi và hại nếu như có cuộc tấn công trả đũa trong khi đó thì phó đề đốc của Do Thái là ông Daniel Hakari được xem là phát ngôn viên của lực lượng quân sự Do Thái cho biết là ông đã cảm ơn các quốc gia đồng minh đã có một cuộc phối hợp tuyệt vời và bắn rơi tất cả tổng cộng là 350 cái tròn và hỏa tiễn mà Iran và các vệ tinh của Iran đã bắn vào lãnh thổ của Do Thái. Và điều này đang là một cái điều than chốt trong phiên họp nội các chiến tranh của Do Thái. Trong đó các thành viên trong nội các này nói rằng họ sẽ làm việc với các đối tác và họ sẽ đánh giá tất cả mọi thứ trước khi đưa ra quyết định tuy nhiên cuộc họp này vẫn chưa đưa ra quyết định là phía do thái có thể tấn công trả đũa nhắm vào lãnh thổ của iran hay không trong khi đó thì phía do thái cho biết họ cũng làm việc với lại một số các quốc gia ả rập khác để có thể có được một cái quyết định chính xác trước đó thì phía do thái đã có cuộc ban giao ít nhất là bốn quốc gia từ năm 2020 theo cái abraham accord trong đó thì à, lực lượng quân sự do thái cho biết họ vẫn sẽ phối hợp với một số quốc gia ôn hòa trong các quốc gia ả rập để biết được tình trạng và cái quan điểm của những quốc gia này trước khi đưa ra quyết định đây được xem là một trong những cái chi tiết khá quan trọng mà trong đó thì joe biden trong cú điện thoại với ông netanyahu đã lên tiếng và khuyến cáo rằng là ông netanyahu không nên mở của mở cuộc tấn công trả đũa nhắm vào lãnh thổ của iran đồng thời cho biết là Hoa Kỳ sẽ không can dự vào cuộc tấn công vào lãnh thổ của Iran với tính cách trả đũa và chỉ giúp cho do Thái tự vệ mà thôi. Đây được xem là lời tuyên bố của ông Joe Biden đưa ra. Trong khi đó thì phía do Thái cũng đang có một cái áp lực từ phía những đảng cực hữu tại do Thái đang muốn ông Netanyahu phải có hành động được xem là à, lấy lại cái quy thế cho do Thái và phải có một cái lời răng đe mạnh mẽ hơn đối với phía Iran đó là cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của Iran chưa biết được thì hiện nay phía cái nội các chiến tranh của Do thái vẫn đang thảo luận trong vấn đề này và vẫn chưa ra quyết định sau cùng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Trung Đông ngày hôm nay, đài truyền hình CNN đã đặt câu hỏi là liệu Trung Quốc có vai trò gì để xóa đi tất cả những cái cuộc xung đột tại Trung Đông hay không. Đây là một trong những bài viết do đài CNN đưa ra và trong đó cho rằng phía Trung Quốc có thể có được vai trò để giảm đi tình trạng căng thẳng tại Trung Đông trung quốc đã lên tiếng và cho rằng họ đang có những cái mối lo ngại sâu đậm sau khi có sự căng thẳng tại trung đông khi mà iran đã phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ do thái chưa từng có và trong đó họ nói rằng cần phải ngăn chặn cái vấn đề gọi là cuộc chiến này lan rộng ra bên ngoài và trong khi đà đài cnn cho rằng bắc kinh có thể sẽ có một cái vai trò được xem là peacekeeper tức là một quốc gia có thể giúp duy trì hòa bình trong cái việc gọi là cái quan điểm riêng về an ninh của họ trung quốc kêu gọi các phía là phải có hành động tự chế để tránh tình trạng gia tăng căng thẳng đó là một trong những cái ngôn ngữ trong cái văn bản mà bộ ngoại giao của trung quốc đã đưa ra vào ngày chủ nhật sau khi mà có một cái um, cuộc chiến uh, diễn ra tại uh, giải gaza giữa nhóm hamas và phía do thái và họ nói rằng cần phải chấm dứt sự căng thẳng này càng sớm càng tốt trung quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đặc biệt là những quốc gia có ảnh hưởng là phải đóng vai trò xây dựng trong việc hòa bình và ổn định ở khu vực, đây là một trong những cái ngôn ngữ của phía Trung Quốc đưa ra. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ cho rằng quốc gia có ảnh hưởng với lại Iran chính là Trung Quốc và Nga và phía Hoa Kỳ đã lên tiếng và thúc đẩy phía Trung Quốc là phải có vai trò lớn hơn để giảm đi tất cả những cái thái độ của phía Iran đối với phía của Do Thái. Trong khi đó thì phía của Do Thái cho biết rằng là họ vẫn đang thảo luận trong vấn đề có nên hay không nên mở cuộc tấn công trả đũa trực tiếp vào lãnh thổ của Iran. Hiện nay vẫn chưa rõ là phía Trung Quốc có dùng ảnh hưởng của mình để giảm đi tình trạng này hay không. Tuy nhiên thì Bắc Kinh đã ra mặt ủng hộ cho người Palestine và nhóm Hamas khi mà Do Thái có cuộc chiến ở tại giải Gaza. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà phía Trung Quốc mà có thể sẽ đóng một vai trò tích cực hơn trong cái việc mà gọi là giảm đi tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Cùng một lượt thì nhóm Hồi giáo Houthi tuyên bố là họ sẽ tấn công bất kỳ một tàu nào di chuyển trên vùng biển Hồng Hải để phản đối việc mà Do Thái có thể tấn công trả đũa nhắm vào khu vực của Tehran, tức là khu vực của thủ đô của Iran. Đây được xem là một trong những câu hỏi mà đài truyền hình CNN đã đặt ra. Trong đó, họ cho biết rằng Trung Quốc là một đối tác về thương mại lớn nhất của Iran trong vòng một thập niên qua. Họ mua 90% các cái dầu khí từ Iran xuất cảng và trong đó họ đã cung cấp lại rất nhiều những cái hàng hóa mà và phía Tehran đã bị Hoa Kỳ cấm vận và các công ty của Trung Quốc cũng đã cung cấp cho An ninh các cái dụng cụ về an ninh cũng như giám sát. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mà cho rằng Trung Quốc vẫn có thể có ảnh hưởng đối với Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của thế giới ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Trung Quốc cương quyết vẫn hành quyết một người đàn ông mà họ cho rằng làm gián điệp và bán bí mật qua cho Hoa Kỳ. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters cho biết, chính quyền Bắc Kinh vẫn đoan chắc rằng họ sẽ tiếp tục cho hành quyết một người đàn ông đã bị kết tội làm gián điệp năm 2016 và bán những bí mật cho Hoa Kỳ trong một đoạn video được đưa ra vào ngày thứ hai trong chiến dịch gọi là cổ võ cho cái việc mà chống phản gián của Trung Quốc, đài truyền hình CCTV đã xác nhận rằng người này có tên là Hoang Yu sẽ bị hành quyết và ông này đã bị kết án tử hình từ năm 2016 và một tháng sau khi mà ông ta đã bị kết tội về làm gián điệp cho Hoa Kỳ và trong thời điểm đó thì Trung Quốc đã không đưa ra chi tiết cho biết là ông Hoang đã có những hành động như thế nào tuy nhiên trong đoạn video đưa ra vào ngày thứ hai hôm nay thì trong đó nói rằng họ đã bắt đầu đưa ra cái quyết định là duy trì án tử hình đối với người đàn ông này trong lúc mà người đàn ông này được xem là có những cái hình ảnh cho thấy lá cờ hoa kỳ và thủ đô hoa kỳ trong khi đó thì tòa đại sứ hoa kỳ vẫn chưa lên tiếng cho biết ý kiến và ở tỉnh người đàn ông đến từ tỉnh tứ xuyên này đã bị cáo buộc là đã chuyển một số bí mật trong đó các chi tiết về cái hệ thống gọi là liên lạc của lực lượng quân sự trung quốc cho quốc gia nước ngoài trước đó trung quốc cho biết ông ta được chi trả lên tới 700.000 mỹ kim để làm gián điệp và ông ta đã bị bắt giữ từ năm 2011 và trong đoạn video đưa ra vào ngày thứ hai cơ quan truyền thông tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh là Bắc Kinh sẽ có những hành động răng đe đối với những thành phần gián điệp của nước ngoài đang tìm cách hoạt động gián điệp tại Trung Quốc và cái việc duy trì án tử hình này có thể sẽ dẫn tới một cái cuộc xung đột mới giữa chính quyền của Joe Biden và phía của Trung Quốc sau khi người đàn ông này bị cáo buộc đã bán các cái tin tức cho lực lượng tình báo của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, tổng thống Ferdinand Marcos Jr của Philippines tuyên bố một cách thẳng thừng là ông sẽ không giao ông Duterte cho tòa án ICC trong cuộc chiến chống ma túy trước đây. Bản tin mới nhất cho biết thì tổng thống Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr, mặc dù có những bất đồng với lại ông người tiền nhiệm của ông là ông tổng thống Duterte, tuy nhiên ông khẳng định là sẽ không bao giờ chuyển giao ông À, Duterte cho tòa án hình sự quốc tế tức là International Criminal Court khi mà họ điều tra về việc mà ông Duterte đã có những hành động gây sát dân và à, sát hại thường dân vô tội trong cuộc chiến chống ma túy, hàng ngàn người đã bị thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy bắt đầu từ năm 2016 khi mà ông Duterte ra lệnh cho tất cả lực lượng cảnh sát là có quyền bắn bỏ những ai có liên quan tới ma túy mà không cần phải ra tòa hoặc trách tòa và việc này vẫn được nằm dưới quyền của ông Marcos và được hỏi vào ngày thứ hai là liệu ông có giao ông Duterte bị cáo buộc là đã có những cái hành động gọi là sát nhân và gây hại cho người thường dân vô tội hay không thì ông Marcos đã thẳng thừng trả lời là không chúng tôi không thừa nhận bất kỳ một cái giấy truy nã nào của họ gửi cho chúng tôi điều này dứt khoát là không ông đã phản và ông đã cho biết như trên trong cuộc nói chuyện với lại một cái tổ chức gọi là tổ chức của các nhà báo nước ngoài ở tại Philippines Chúng tôi vẫn tôn trọng tất cả những cái luật lệ quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thừa nhận cái phán quyết của tòa án ICC tại Philippines. Ông Marcos cho biết như trên, ông Duterte đã rút Philippines ra khỏi tòa án ICC từ năm 2019 sau khi mà tòa án ở tại La Hay đã điều tra về những cáo buộc vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến chống ma túy của ông ta và việc này đã dẫn tới việc mà đã có những cái dấu hiệu nói rằng là ông với rằng mà có chiều nhờ có thể sẽ chuyển giao ông Duterte cho tòa án quốc tế và một lần nữa ông khẳng định là chính phủ Philippines không thừa nhận cái phán quyết của tòa án quốc tế và cái lệnh truy nã của tòa án quốc tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc đã tài trợ cho công ty sản xuất xe điện BYD lên tới 3.7 tỷ Mỹ Kim và điều này có thể dẫn tới hình phạt đối với Âu Châu. Bản tin mới nhất biết cho biết thì nhà nước cộng sản Trung Quốc đã ra mặt và tài trợ cho công ty sản xuất xe điện là BYD với số tiền lên tới 3.7 tỷ Mỹ kim trực tiếp từ chính quyền cộng sản Trung Quốc, trong đó hỗ trợ cho ngành xe điện và Trung Quốc đang có tham vọng là thống trị ngành xe điện cũng như những cái ngành năng lượng sạch và điều này dẫn tới việc mà Liên hiệp Âu châu đang lo ngại là có thể sẽ khiến cho ảnh hưởng tới cái thị trường về sản xuất xe điện tại Âu châu và trong đó Viện nghiên cứu về chiến lược kinh tế của Đức cho biết là công ty BYD đã được nhận được rất nhiều những quyền lợi từ những cái việc sản xuất các cái bình điện cho các công ty đối tác của họ về xe điện và điều này có thể dẫn tới việc mà Liên hiệp Âu Châu sẽ có những chính sách cứng rắn hơn đối với Cộng sản Trung Quốc. Theo tường trình cho biết thì BYD đã được phép của Trung Quốc là và được bật đèn xanh bởi Tập Cận Bình là có thể tung những chiếc xe của họ vào thị trường Âu Châu với giá rẻ và trong đó gần như là họ đã thống trị trong cái ngành sản xuất bình điện ở tại Âu Châu. Trong khi đó thì Âu Châu đang tìm cách quân bình cái mối trao đổi mậu dịch với Trung Quốc và bao gồm luôn việc mà Pháp đã bắt đầu cho thấy rằng là họ bị đe dọa bởi những cái sản phẩm từ Trung Quốc tràn ngập trên thị trường của Âu Châu và BYD được xem là một trong những quốc công ty đã được nhận được hỗ trợ trực tiếp từ phía của nhà nước Cộng sản Trung Quốc và điều này Khiến cho Âu châu đã phải chận đứng trong lúc mà phía Âu châu đang tìm cách bảo vệ cho những công ty sản xuất xe điện tại Âu châu, trong đó bao gồm công ty Tesla của Hoa Kỳ và công ty Volkswagen của Đức đang có những cái cuộc theo đuổi về sản xuất xe điện cạnh tranh với xe BYD của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất cho thấy là Âu châu đã bắt đầu phải có thái độ với Trung Quốc khi mà Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách hỗ trợ trực tiếp để thống trị trong ngành xe điện và năng lượng sạch trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, các đồng minh đang tìm kiếm đường hướng để tăng cường lệnh cấm vận với Bắc Hàn theo tường trình của Đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Quốc cho biết. Bản tin từ Seoul cho biết là Washington và các đồng minh đang tìm cách có được một cái lệnh cấm vận mới trên Hội đồng Bảo an Liên Quốc nhắm vào Bắc Hàn. Đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Quốc là bà Linda Thomas Greenfield cho biết vào ngày thứ hai và đang có bày tỏ sự lo ngại Bình Nhưỡng có thể sẽ có tiếp tục những cái chương trình thử nghiệm vũ khí của họ. Nga vào tháng trước đã phủ quyết một cái việc mà gọi là À, tái lập lại cái lệnh cấm vận đối với lại phía của Bắc Hàn trong đó họ sẽ giám sát chương trình nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn và bà Thomas Greenfield có mặt tại Seoul trong đó bà đồng thời cũng viếng thăm Nhật Bản trong việc mà thúc đẩy mối quan hệ song phương và đa phương để mà có thể gia tăng lệnh cấm vận đối với lại phía Bắc Hàn theo tường trình của phát ngôn viên của văn phòng đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là Ned Ivan cho biết như trên. Washington, Seoul và Tokyo đã chỉ trích Nga và Trung Quốc đã phủ quyết trong cái Nga phủ quyết trong cái uh, dự luật gọi là cấm vận đối với Bắc Hàn cũng như là Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng và trong đó các chuyên gia nói rằng việc này sẽ phá vỡ cái việc mà áp đặt những cái kiểm soát về cấm vận đối với lại phía của Bắc Hàn. Trong khi đó đại sứ tại của Nam Hàn tại Liên Quốc cho biết điều này hoàn toàn xóa bỏ tất cả những cái uh, tình trạng mà giám sát về tình uh, Bắc Hàn vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đây được xem là nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ và các đồng minh nhằm giám sát lại những cái trò buôn lậu của Bắc Hàn lách né cái lệnh cấm vận của Liên Quốc sau khi mà họ thử nghiệm hàng loạt các loại vũ khí của họ và có manh nha quay trở lại chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận Vẫn cho phép Phong được cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho TNP Channel Và quý vị nào có nhu cầu về các sản phẩm của Nhật, của Nam Hàn à, hoặc là của Ý Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại công ty Teletron với cái số điện thoại là 1877 892 6999 1877 892 6999 hoặc vào trang web của công ty teletron là teletronusa com teletronusa com để biết thêm chi tiết cảm ơn công ty teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho tnp channel và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị do thái có đủ vũ khí để mở thêm cuộc chiến với uh, iran không anh phong thì iran cứ thử đi iran đã thử rồi và bây giờ do thái đang duyệt xét vấn đề là Do Thái không phải không đủ vũ khí Mà vấn đề là họ cân nhắc trong vấn đề Cái tác hại của cuộc tấn công trả đũa như thế nào Còn cuộc chiến với Iran thì họ đã sẵn sàng rồi Họ đã sẵn sàng từ mấy chục năm nay rồi nha Đừng đặt câu hỏi là Do Thái có đủ vũ khí hay không Mà Iran có đủ khả năng chống lại Các cuộc tấn công của Do Thái hay không Ok Phải hỏi điều này thì đúng hơn nha Iran đã vượt qua lần đánh đỏ do Thái đã có chính danh để trả đủ lại cuộc chiến này sẽ không tránh khỏi. Chưa biết được. Bây giờ cộng đồng quốc tế đang lo ngại bởi vì nếu cuộc chiến này xảy ra, thứ nhất là nó sẽ xảy ra cái tình trạng khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu và thứ hai, hai quốc gia trục lợi trong, trong cuộc chiến mà do Thái trả đủ này chính là Trung Quốc và cộng và Nga, tức là cộng sản Trung Quốc và Nga. Do đó thì hai cái bài hiếu tinh của tôi ngày hôm nay một bài tôi nói về tình trạng do thái cân nhắc như thế nào và một bài tôi nói về cái lợi mà trung quốc và nga sẽ hưởng nếu như do thái tấn công iran và bây giờ thì các đồng minh của do thái đang tìm cách gọi là xoa dịu do thái và không họ không muốn do thái tấn công iran thứ nhất là nó sẽ gây tác hại cho cái kinh tế trên toàn cầu thứ hai là cuộc tấn công này có thể mang rất nhiều những cái lợi cho cả Nga lệnh Cộng sản Trung Quốc. Thì hai bài hiêu tên nhật ký bài 1, bài 2 ngày hôm nay tôi có nhấn mạnh tới điều này. Thì quý vị vào trong hiêu tên nhật ký của tôi phần 1, phần 2. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn nha. Rồi tiếp tục. À, do Thái phải phản đòn lại Iran lý do là các binh lính Do Thái đến Đà tác chiến với Hamas. Thứ hai Do Thái phải cho Iran thấy được thực lực chiến đấu của Do Thái nhưng cần còn thời gian. Thì tôi nói đây là cơ hội của Do Thái cơ hội để mà họ giải quyết luôn cái tiềm năng đe dọa nhiều năm nay đối với họ là Iran. Tại vì lật đổ chế độ của Iran có nghĩa là họ sẽ chấm dứt được cái tiềm năng đe dọa đối với quốc gia của họ và chấm dứt sự tài trợ cho những cái vệ tinh của Iran, tức là Hezbollah, Hamas hay Houthi vân vân. Tuy nhiên thì giống như tôi nói là cuộc chiến này nó có một cái điều phức tạp là các đồng minh của Do Thái không muốn. Bởi vì nó thứ nhất là nó sẽ gây ra tác hại kinh tế trên toàn cầu. Và nó sẽ khiến cho cả Trung Quốc Nga trục lợi. Nga sẽ lợi dụng cái tình trạng này để mà tăng giá dầu thô của họ. Thay vì họ bị áp đặt giá trần là 60 Mỹ Kim, họ sẽ tăng lên. Và có nhiều quốc gia vì nhu cầu phát triển kinh tế, họ sẵn sàng trả giá cao hơn 60 Mỹ Kim để nhập cản nguồn năng lượng từ phía của Nga. Bên cạnh đó, Trung Quốc có thể lợi dụng cái uh, cuộc chiến này giới hạn xuất cảng gây khó khăn cho nhiều quốc gia đang lệ thuộc nguồn nguyên liệu và hàng hóa từ trung quốc và trung quốc sẽ sử dụng cái này để uy hiếp lại thì nếu mà cuộc chiến này bùng nổ thì cả nga lẫn trung quốc sẽ có lợi rất là nhiều và nền kinh tế thế giới sẽ bị khủng hoảng các quốc gia sẽ phải tự lo tức là sẽ giới hạn xuất cảng và do cái tình trạng chuyên chở trên mặt biển sẽ gặp vấn đề do đó quý vị tất cả chi phí sẽ cao hơn thì kinh tế thế giới sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Tôi đã từng cảnh báo từ đầu năm rồi. Tôi nói năm 2024 sẽ có nhiều thách thức về kinh tế mà. Và bây giờ nếu do Thái tấn công trả đũa, Iran sẽ không dừng lại. Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và mở cuộc tấn công ngược lại với do Thái, coi như cuộc giao tranh sẽ bùng nổ đó. Và nếu mà cuộc chiến này bùng nổ thì thứ nhất là hoa kỳ sẽ bị phân hóa, thứ hai cả Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu cũng sẽ bị phân hóa luôn. Sẽ bị chia rẽ. Rồi Nga, Trung Quốc sẽ lợi dụng tình hình này. Do đó cuộc chiến này nếu bùng nổ thì Nga và Trung Quốc rất có lợi. Thì trong hai cái bài phân tích tiêu tinh nhật ký của tôi phần 1 và phần 2 tôi có nhấn mạnh điểm này. Tôi có nhấn mạnh là cái quyền lợi của Nga và Trung Quốc như thế nào. nha. Yeah. Rồi... Cơ hội chỉ có một lần Cộng mong do Thái sang bằng hạt nhân của Iran càng sớm càng tốt. Thì tôi đã nói quý vị, là đây là cơ hội duy nhất của Do Thái nhưng mà nó đồng thời cũng sẽ mở ra một cái một cái vực thẳm mà cái vực thẳm này thì nó sẽ khiến cho kinh tế toàn cầu trở nên khó khăn hơn nha rồi tiếp tục lướt qua một số cái đọc rồi nha chiến tranh Iran và Do Thái khoảng bao nhiêu phần trăm cho tới giờ phút này không ai đoán được mặc dù các đồng minh Pháp ngày hôm nay tuyên bố bằng mọi giá sẽ giảm đi căng thẳng Joe Biden đã đe dọa tới ông Netanyahu là nếu do Thái chủ động tấn công vào lãnh thổ Iran thì Hoa Kỳ sẽ không can dự. Thì đó là Joe Biden, thì do đó họ đang tìm cách giảm đi căng thẳng. Nhưng mà theo tôi biết thì bây giờ cái nội các chiến tranh của do Thái vẫn chưa quyết định. Họ đã nhóm họp vào tối ngày hôm qua nhưng mà vẫn chưa đưa ra quyết định. Cho đó tôi không đoán được là bao nhiêu phần trăm như thế nào cả tôi chỉ đưa những cái tin này cho quý vị biết và tôi phân tích cái lợi cái hại nếu cuộc chiến bùng nổ nếu cuộc chiến bùng nổ thì lợi hại như thế nào thì tôi chỉ phân bích tích cho quý vị biết mà thôi chứ bây giờ tôi không có đoán được và đưa ra phần trăm nào hết dạ yeah. à vào wow, lướt qua một số à ý kiến chủ quan tôi chắc chắn do thái sẽ trả đũa iran vì đây là cơ hội à, phải không bằng phong thì tôi nói là cơ hội của do thái nhưng mà cũng có là một cái thảm họa trên toàn cầu vấn đề Do Thái sẽ phải cân nhắc. Tại vì Do Thái nếu đơn thân một mình họ, họ sẽ không có thể chống lại cả một khối Ả Rập nếu không có sự hỗ trợ của đồng minh. Trong đó, Hoa Kỳ, Anh Quốc là những đồng minh chắc chắn của Do Thái. Nhưng mà cả Hoa Kỳ vẫn lẫn Anh Quốc vẫn không muốn. Tại vì họ nhìn thấy được cái thảm họa trên toàn cầu rồi. Họ nhìn thấy được cái thảm họa trên tàu toàn cầu nếu Do Thái tấn công Iran. Thì do đó bây giờ nằm trong tay của do thái mặc dù tôi biết đây là cơ hội của do thái đó. đây là cơ hội rất là khó khó có cơ hội lắm nhưng mà cái cơ hội này sẽ trả một cái giá rất đắt tôi nói là một trả một cái giá rất đắt chính vì vậy mà do thái phải cân nhắc nha rồi tiếp tục à, tuy, Biden tuyên bố không tham gia cùng do thái à, tấn công Iran vậy quốc hội có can thiệp không anh phong ông ta không có can dự cuộc tấn công của Do Thái vào lãnh thổ của Iran. Nhưng ông ta vẫn phải gia tăng cái khả năng phòng thủ của Do Thái. Tức là Do Thái tấn công thì tấn công mình đi. Nhưng mà Iran tấn công là Do Thái thì Hoa Kỳ phòng thủ với Do Thái. Thì cái cách này là cách của Joe Biden. Theo tôi biết thì cái cách này Joe Biden tức là Do Thái muốn tấn công tự mình tấn công. Hoa Kỳ không tấn công. Nhưng mà nếu như mà Iran tấn công vào lãnh thổ Do Thái thì Hoa Kỳ bắn chặn. Thứ nhất, thứ hai, nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz, thì Hoa Kỳ sẽ lấy cớ đó đập Iran. Tại vì eo biển Hormuz là cái nơi rất là quan trọng của đường hàng hóa quốc tế và năng lượng. Đóng cửa một cái là thảm họa ngay. Do đó, nếu do Thái tấn công Iran, thì Joe Biden phải nghĩ tới cái giải pháp nào để tránh cho tình trạng kinh tế thế giới không bị khủng hoảng là Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện bảo đảm an ninh hàng hải trên eo biển Hormuz, không để cho Iran tấn công hoặc là không để cho Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Nếu như không là làm một đại thảm họa đó quý vị. Và chưa kể là Hoa Kỳ còn phải tăng cường cái khả năng của họ ở trên vùng biển Hồng Hải nữa. Đây là hai cái cửa biển quan trọng cho tất cả những cái tàu 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 chở hàng, tàu chở năng lượng đi qua khu vực này. Nếu do Thái tấn công Iran thì Joe Biden không cản được. Nhưng Joe Biden phải nghĩ cho một cái giải pháp để giải quyết bài toán của kinh tế, bài toán kinh tế của thế giới. Khi mà nguồn năng lượng không đi được, rồi nguồn hàng hóa bị đứng lại, rồi Bắc Kinh sẽ lợi dụng chuyện này ngưng xuất cảng nguyên liệu, ngưng xuất cảng hàng hóa với danh nghĩa là thiếu an toàn trên mặt biển để uy hiếp những quốc gia khác. Rồi Nga sẽ lợi dụng cái này phân hóa khối NATO và Liên Hiệp Âu Châu. Thì quý vị, nó sẽ là một cái bài toán nhức đầu cho Joe Biden. Một bài toán nhức đầu cho Joe Biden làm cách nào mà cuộc chiến này nó xảy ra mà không ảnh hưởng tới kinh tế trên toàn cầu. Nó không phải là bài toán dễ nha. Rồi tiếp tục. À... Do Thái ngưng chiến với Iran diệt Hamas trước Vấn đề ở chỗ, việc Hamas cũng chỉ là cái ngọn thôi. Hamas chỉ là cái ngọn thôi. Còn cái gốc vẫn nằm ở Iran. Cái gốc vẫn nằm ở chế độ à, cai trị tại Iran. Thì bây giờ có bị giải quyết cái ngọn hay giải quyết cái gốc? Nói tôi nghe đi. Ok. Do Thái mở cuộc tấn công trực tiếp vào Iran, Biden kêu biết không can dự chuyện gì xảy ra. Thì ông không can dự trong cuộc tấn công thôi nhưng ông vẫn can dự trong việc bảo vệ cho do thái tại vì đó là hiệp ước không để cho iran và các vệ tinh của họ tấn công vào lãnh thổ do thái còn chuyện do thái tấn công ai là chuyện của họ cho bên sẽ đi cái hướng này có điều là nếu như iran có hành động trên eo biển hosmo thì hoa kỳ sẽ ra tay cho bên dù không dù muốn dù không cũng phải ra tay tại vì cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng nhất đồng minh của hoa kỳ từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Kuwait đều nhờ vào cái eo biển này để xuất cảng dầu hỏa và nhập cảng hàng hóa. Nếu như eo biển này bị phong tỏa thì sao? Tại Iran sẽ không dừng lại. Nếu do Thái tấn công trả đũa, nhất là họ nhắm vào vị trí của các lò phản ứng nguyên tử, thì tình hình nó cũng còn nguy hiểm hơn nữa. Và lúc đó quý vị, Iran sẽ phải bảo vệ cho họ Bằng cách là họ phải phòng thủ ở những nơi này Và đồng thời họ cũng sẽ ngăn chặn Tất cả những cái uh, Vũ khí từ ngoài biển bắn vào Do đó họ sẽ phong tỏa Toàn bộ khu vực eo biển Hormuz Thì quý vị do đó Đây là bài toán rất là khó Joe Biden bây giờ đang đánh lô tô Trong khi ông Tổng Thư ký Liên Quốc thì bịt miệng Ông để Iran tấn công Trước khi Iran tấn công thì ông không lên tiếng Bây giờ Iran tấn công rồi thì ông kêu cho Thái tự chế tức là bịt miệng một bên trói tay một bên do thái lại thì tôi chưa biết được nhưng mà tôi đã nói với quý vị là tình hình này có vẻ căng đó chứ không phải dẫn chơi đâu có vẻ căng đó nó tùy thuộc vào cái sự đánh giá của do thái bây giờ nằm trong trái banh nằm trong tay của do thái nếu họ không tấn công thì mọi thứ sẽ giảm xuống họ tập trung vào cuộc chiến đánh bật hamas ra khỏi thành phố rafah tuy nhiên thì nếu như mà họ quyết định tấn công Thì lúc đó tình hình sẽ khác đi Và bây giờ Châu bên sẽ không cản Ông Netanyahu tấn công vào Rafah nữa Để đổi lại Do Thái sẽ không tấn công Iran Để đổi lại Do Thái sẽ không tấn công Iran Còn nếu mà tiếp tục cản trở Netanyahu sẽ quyết định Ông sẽ tấn công trực tiếp vào Do Thái Vào Iran luôn Lúc đó Châu Binh hết trở Bây giờ hai cuộc chiến này Châu bên phải, phải dừng lại một cuộc chiến Bây giờ cả, cả thế giới cũng vậy Mấy bữa rài quý vị thấy là trước khi mà Iran tấn công Cả thế giới kêu gọi đình chiến ở tại giải Gaza Bây giờ thế giới chọn một trong hai Đình chiến tại giải Gaza hay đình chiến tại Iran <laughs> Họ phải chọn lựa Họ phải chọn lựa Iran mấy cái mixtack lớn nhất là tấn công Do Thái Tại vì chính họ đã tạo cớ cho Do Thái Có đầy đủ tất cả những cái tư thế rồi Vấn đề còn lại là quyết định của Do Thái thôi Bây giờ thế giới và những quốc gia nào ép Do Thái Đình chiến tại giải Gaza Ngưng tấn công vào thành phố Rafa <laughs> Bây giờ họ chọn lựa đi <laughs> Do Thái tấn công một trong hai vị trí này <laughs> Một là tấn công thẳng vào Rafa Đuổi hết Hamas ra Hai Do Thái bắn thẳng vào Iran luôn Thế giới phải có sự chọn lựa Đâu thể nào bắt Do Thái ngưng tất cả các cuộc chiến này lại được Đúng chưa Thì quý vị lần này là Iran mắc cái mixtape lớn nhất Là tạo cơ hội cho Do Thái có chính danh rồi Bây giờ vấn đề ở chỗ là Netanyahu sẽ quyết định như thế nào thôi Ông sẽ negotiate với đồng minh Ok tôi sẽ không tấn công Iran Theo ý các anh để ngưng lại tất cả những căng thẳng ở khu vực Nhưng các anh không được can dự vào cái chuyện tôi tấn công vào Rafah Tôi đã tuyên bố là tôi phải tiêu diệt Hamas. Đánh họ bật ra khỏi giải Gaza. Các anh đừng cản nữa. Đừng có nhân danh là đường hướng nhân đạo con khỉ gì hết. Ok. Tôi sẽ tấn công. Còn nếu không, các anh muốn tôi bùng luôn. Tôi tấn công thẳng Iran luôn. Nếu Netanyahu đi tới mức này, thì quý vị nghĩ là Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Sunat và Joe Biden sẽ quyết định như thế nào kể cả Fumio Kishida sẽ phải quyết định như thế nào nói tôi nghe đi ok họ đặt cái tình trạng mà ông Netanyahu đặt vào tình trạng đó thì họ sẽ giải quyết như thế nào đây Joe Biden có muốn cuộc chiến bùng nổ lớn không dứt khoát không tại vì không những tác động tới nền kinh tế trên toàn cầu mà nó tác động trực tiếp tới cái cuộc bầu cử của ông ta luôn tại vì cuộc chiến này bùng nổ bắt buộc toàn bộ Hoa Kỳ đứng về phía của Do Thái thì lúc đó những người mà ủng hộ Palestine sẽ phản đối Joe Biden và cuối cùng họ tuyên bố tẩy chay Joe Biden thất cử do đó quý vị lần này là Iran make mistake Iran make mistake là đã tạo cơ hội cho phía của ông Netanyahu nhưng mà Iran cũng không còn chọn lựa nào khác Quý vị thấy Họ bắt đầu tuyên truyền ăn mừng cuộc tấn công Mặc dù cuộc tấn công thất bại rõ ràng Chỉ có 7 cái hỏa tiễn trong tổng số 350 cái hỏa tiễn Và cho bắn vào lãnh thổ Do Thái Mà chỉ có 7 cái hỏa tiễn rớt vào thôi Mà trong 7 cái hỏa tiễn đó Thì lại không gây tác hại về nhân mạng gì hết chỉ duy nhất có một bé gái 11 tuổi ở khu phố Ả Rập là bị thương thôi. Nó thất bại rõ ràng mà Iran vẫn mở mặt trận tuyên truyền kêu gọi người dân xuống đường chúc mừng cho cái cuộc trả đũa này là bởi vì ông uh, Ibrahim Raisi tổng thống của Iran và Ayatollah Ali Khamenei cần phải lấy mặt mũi cho giới giới quân đội cần phải lấy mặt mũi cho giới quân đội và củng cố các vệ tinh nếu như không chính họ bị lật đổ tại vì các vệ tinh từ Hezbollah, Hamas, Houthi nói ê anh bơm tiền cho tôi thí mạng nhưng mà anh không dám trả đũa Vậy các anh là thứ gì Đúng anh bơm tiền vũ khí cho tôi đánh do Thái Còn anh thì hèn không dám đánh Do đó Ayatollah Khamenei và kể cả Ibrahim Raisi bắt buộc phải tấn công Nhưng cuộc tấn công này Bây giờ nó gài họ qua Một thế khác rồi Nó gài họ qua một thế khác rồi Tức là trên chính trường quốc tế Bây giờ quốc tế chỉ có hai chọn lựa Cuộc chiến tại Rafah và cuộc chiến tại Iran. Họ chọn cuộc chiến nào? Ok. Rồi tiếp tục. <cười> ok. <cười> Nếu đất nước của ông tổng thư ký Liên Quốc bị tấn công thì ông ta có kêu gọi đừng trả đũa hay không? Vấn đề ở chỗ. Thì quý vị tôi nói với quý vị là chưa có một đời tổng thư ký nào mà tình hình nó phức tạp như bây giờ. Dưới thời của Phi trước đây hay là ba Ki Ban Kim-moon, Ban Kim-moon thì ít nhất họ duy trì được thế giới. Còn ông này tập trung vào chính sách khuynh tả của ông ta. Cho nên bây giờ thế giới hỗn loạn. Ông Ban Kim Moon hay là trước đó ông Kofi Annan là những người họ biết quân bình các tư tưởng chính trị và hệ chính trị. Để không có tình trạng bùng nổ những chuyện này. Nhưng mà Antonio Guterres là một kẻ cực tả ông ta nhét tất cả những cái nghị trình khuynh tả vào trong Liên Hiệp Quốc Thì bây giờ ông ta trả giá Ông ta trả giá cho cái chuyện là dưới quyền tổng thư ký của ông ta là cái là tệ hại nhất Những cuộc chiến lớn để bùng nổ hết Ok Rồi tiếp tục à Ok, à, Bảy Đành đã thành công kích động phe Hồi giáo nổi dậy sau mùa dịch Covid nhưng mà vấn đề ở chỗ là chính ông ta bây giờ phải kẹt ông ta kích động được phe hồi giáo nhưng chính phe hồi giáo tại mỹ chống ông ta vậy thì thành công chỗ nào nói tôi nghe đi thành công chỗ nào trong khi phe hồi giáo và ả rập ở mỹ đang chống ông ta nè ok phía do thái có thể tấn công trả đũa không anh thì tôi vừa phân tích đó tôi vừa phân tích đó coi như là ông netanyahu đã đạt được cái cái mục tiêu của ổng tại vì mục tiêu của ổng là loại trừ Hamas thì bây giờ thế giới sẽ phải chọn lựa cuộc chiến tại Iran hay cuộc chiến tại Rafah họ sẽ phải chọn lựa nha yeah. rồi tiếp tục ok tại sao Liên Quốc chỉ ép buộc Israel tự chế còn Iran tấn công thì thì cái vị đi hỏi ông tổng thư ký đó tại sao trước khi cuộc chiến này xảy ra tất cả đều báo động là Iran sẽ tấn công trả đũa thì lúc đó ông không lên tiếng ông đợi cho Iran tấn công xong rồi ông mới lên tiếng tại sao trước đó ông không lên tiếng câu hỏi tôi đặt ra là như vậy và tại sao trước đó ông không đưa ra hội đồng bảo an Liên Quốc để đưa ra một lời răng đe với Iran là anh không thể tấn công anh mà tấn công một cái là có chuyện ngay nếu mà hội đồng bảo an Liên Quốc mà đưa ra cái vấn đề này thì Iran đâu có tấn công do Thái đâu đã bây giờ bắt đầu nhóm họp hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc tức là mã hậu pháo đợi nó xảy ra xong rồi mới nhóm họp trong khi đó tại sao không nhóm họp trước để ngăn chặn nó câu hỏi của tôi là như vậy tại sao không nhóm họp trước và gửi một lời cảnh báo cho Iran đừng tấn công nếu tấn công là sẽ có hậu quả nếu mà gửi cái 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 thông báo này ra thì ít nhất Iran cũng phải think twice nghĩ hai lần nhưng mà họ không đưa đợi đến bây giờ xong rồi <laughs> bắt đầu lại lên, tiếng kêu gọi thì phía do thái họ nói ê ông bịt miệng tôi hả bên kia nói được tôi nói không được anh trói tay tôi hả bên kia tấn công tôi bây giờ tới phiên tôi tấn công lại thì anh trói tay tôi hả giờ đó quý vị cái, hội đồng bảo an liên quốc và cái liên quốc tôi nói nó là gì nó là một cái ổ bế tắc nó không giải quyết được cái gì hết nha rồi tiếp tục wow lướt vào một số cái đọc rồi nha ok à. điều tích cực khi đang tấn công cho Thái là những thành phần chống netanyahu như là chất xâm đã quay sang ủng hộ mạnh mẽ hỗ trợ cho thái phòng giáp yep. trong cái uh, chương trình thảo luận ngày hôm nay tôi đã nói quý vị do thái là quyền lợi cục lõi của hoa kỳ và tôi phân tích tại sao đó là quyền lợi cốt lõi và gần như tất cả ở trên quốc hội từ thượng viện qua tới hạ viện đều đồng nhất gần như đồng nhất để hỗ trợ cho do thái trừ những thành phần mà như là bà hay là conny uh, Bush thì những người này là những người xuất thân của họ một là hồi giáo hai là người palestine thì bà tali bà là người palestine mà bà là người palestine mà do đó quý vị cuối cùng thì uh, cái tình hình cho thấy rõ ràng là phía của uh, phía của quốc hội Hoa Kỳ vẫn chọn đứng về phía cho Thái. Đây là cái mà quý vị thấy rõ ràng nó không thể tránh khỏi và điều này nó cho thấy cái uh, chính sách của Hoa Kỳ và cái chính sách của Hoa Kỳ rất 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 là, rất là rõ ràng. Ok. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái à, tại vì, à, đáng lý là mình tiếp tục nhưng mà tôi không biết tại sao mà cái internet nó hơi bị à, trở ngại chút xíu cho nên là quý vị à, ráng à, cố gắng giùm tôi nha còn có mấy phút nữa là hết rồi nhưng mà nó vẫn chưa có được à, gọi là rõ lắm bởi vì cái internet đang làm giữa chừng thì nó bị stuck gì đó nha Ok à anh có nghĩ rằng mọi chuyện đều do một cái đầu của joe biden yếu kém không thì đa, ngày hôm nay là tất cả thành viên của đảng cộng hòa ở trên sàn thượng viện lẫn hạ viện đều chỉ trích đây là chính sách nó xuất phát từ chính sách của joe biden và tôi cũng có phân tích trong cái phần thảo luận là do chính sách của joe biden đã tạo ra cái tình trạng này tức là chính sách đó nó được xem là nhu nhược và mềm dẻo với iran đã tạo ra tình trạng mà bây giờ tất cả mọi thứ đều bị mess up hết thay vì cứng rắn 4 năm dưới thời của ông trump ông cứng rắn với lại phía của uh, ông cứng rắn với lại phía của uh, phía của uh, ông cứng rắn với lại phía của iran đâu có xảy ra vấn đề gì đâu ông ra mặt hỗ trợ cho châu thái đâu có vấn đề gì đâu mà bây giờ tới phiên phía của joe biden mềm dẻo với iran thì tất cả đều bùng nổ hết thì quý vị đây chính là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là phía của uh, Joe Biden cần phải nhìn lại cái chính sách của mình cái chính sách này đã khiến cho tất cả đều máy sắp hết rồi và bây giờ quý vị nếu như do Thái tấn công Iran tôi nói nha nếu như do Thái tấn công Iran thì quý vị Trung Quốc sẽ lợi dụng cuộc chiến này để mà gây hấn ở trên biển Đông nữa hay là tấn công eo biển Đài Loan vân vân thì lúc đó quý vị nó lại là một màu khác nữa Đúng chưa Nó lại là một màu khác nữa Rồi cáo lỗi cùng tất cả khán giả Dường như cái internet ngày hôm nay có vấn đề gì Cho nên là ở cái khúc chót này nó bị Mất một chút xíu cáo lỗi cùng tất cả khán giả Phong sẽ gặp lại tất cả khán giả Trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel Xin quý vị và các bạn Nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả khán giả Và chúng ta gặp lại sau Bye bye